anh không xứng với em. Đừng có nói câu đó, cái đó rất là tào lao, nghe nó rất là giả tạo muốn chết. Thiệt thà ơi, là nói chuyện thẳng. Không xứng thì ngay từ đầu đừng có cua người ta. Xứng mà là... Em thấy xứng mà. Em thì nghĩ vậy nha, thà là nói như vậy thì con gái sẽ đỡ dễ chấm dứt mối quan hệ. Còn nếu như nói như là anh không xứng đáng với em rồi này nọ thì cái đó là khó chấm dứt, rất là đau lòng. Chị có kinh nghiệm quá. Mời câu hỏi. Câu hỏi. Hay quá bài. Trời ơi. Em nói vậy thôi, chứ em không có kinh nghiệm mà. Không. Những lý do đàn ông đưa ra để chia tay là gì? Không hợp. Không hợp là 100%. Chỉ nói câu không hợp. Tại vì người ta không, thường đàn ông ít nói lý do lắm. Ít. Ồ, không có nói gì không hợp. Lý do đơn giản lắm. Ồ. Yêu thì tìm cách, mà không yêu thì tìm lý do. Lý do. Em thấy đều á, là bình thường đàn ông là khi mà chia tay á, người ta kiểu như là người ta không nỡ lòng nói á, để đúng cho rồi, người ta làm sai hoài, để cho phụ nữ nói cái lời chia tay không. Đúng đúng đúng. Giờ sao chốt chưa? Anh chia tay nhiều chưa? Anh chia tay nhiều chưa? Anh chia tay yếu lắm. Chia tay yếu anh Lâm. Không, anh cũng chưa chia tay luôn. Ti. À, thường thì ngày xưa Ti chia tay với bạn gái ngày xưa thì hay đi xa, ở xa. Gì? Làm sao cuối cùng? Có nghĩa là đi hát, xa quá đúng không? À vì xa mà lý, xa yêu xa, bắt đầu phai nhạt dần tình cảm. Yêu xa cô đơn nhiều lắm đó. Nhưng mà để nói ra lời chia tay mà. Đúng rồi, đưa ra lý do để chia tay. Anh xin lỗi, chúng ta không hợp nữa, chia tay đi em. Ê, bạn gái ngồi dưới nghe kìa. Đây là em trả lời câu hỏi thôi, chứ còn đời em có bao giờ được cơ hội. Không bao giờ có cơ hội nói được câu đó đâu. Vậy đó hả, ghê chưa? Rồi, chốt chưa? Không hợp. Không hợp. Số 1. Yeah, số 2 cũng được rồi. Số 2 là áp lực lắm rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn còn đáp án số 1. Mời chị Nhật Kim Anh. À, với Kim Anh thì Kim Anh nghĩ rằng là cái người đàn ông lúc nào họ cũng sẽ tôn trọng cái người phụ nữ. Vì vậy cho nên họ lúc nào họ cũng sẽ dẫn đến một cái gì đó mà chịu thiệt thòi về bản thân mình. Và luôn luôn họ sẽ nói là anh không xứng đáng. Trời ơi. Xứng rồi. Yeah. Ê, đúng rồi. Em xin phép về chỗ trước ạ. Chưa hả? Em mới tự tin cho em làm gì? Từng cái lời chị nói ra giống như là đang đinh đóng cột của em. Tại vì với Kim Anh thì Kim Anh nghĩ vậy á. Tại vì không hợp là dành cho những người thô lỗ mà đổ lỗi cho cả hai. Cho nên lúc nào cũng nói ừ chúng ta không hợp. Nhưng mà thật sự là một người đàn ông thực thụ mà họ cảm thấy là không phù hợp với cái người đó thì họ sẽ dùng cái từ để đưa ra một cái lý do, đó là anh không xứng đáng. Không, mà cái đó là để người ta chán phàn nàn mình á, chứ không phải là thật sự người ta nghĩ vậy mà nói đâu. Đây chỉ là một cái lý do mà để cho bộ mặt không có mất tình cảm bao nhiêu vậy thôi. Nhưng mà chắc gì 100 người khảo sát đã nói câu đó đúng không? Dòng này là dành cho Nhật Kim Anh liền. Rồi coi thử nào. Số 1. Bởi vậy đi về. Nhưng mà vậy nha, mọi người có đồng ý không? Muốn nói thì nói, đừng có nói ra cái lý do là anh không xứng với em. Đừng có nói câu đó, cái đó rất là tào lao, nghe nó rất là giả tạo muốn chết. Thiệt. Thà là nói chuyện thẳng. Không xứng thì ngay từ đầu đừng có cua người ta. Thà là đúng rồi đó. Đúng rồi, ngay từ đầu đừng có cua xong đã quen nhau rồi cái muốn chia tay cái nó không xứng. Đúng. Trời, em không sao? Thích như vậy. Thí dụ như mà một người nói với em không xứng thì em trả lời sao? Xứng mà anh. Xứng mà anh là nó được. Em thấy xứng mà. Trời ơi anh Luật ơi, cái đó là em gọi là giờ chày mặt á. Anh thấy tụi mình xứng mà sao anh nói vậy? Thì để coi các bạn đó sẽ nói lý do khác. Là sẽ nói lý do là chúng không ta không hợp. Thà là không hợp ok hơn, yeah. Nha, nghe còn ok hơn. Còn cái câu kia là biết là xạo rồi muốn tán vô mặt. Có nghĩa là khi sau thời gian tìm hiểu, sau thời gian mình ăn ở chung với nhau mình cảm thấy không hợp đúng không? Còn mà không xứng thì chỉ có Việt Kim Anh nghĩ ra được cái câu này. Việt Kim Anh là người hiểu đàn ông lắm nha. Rồi, thùng phụ nữ mà, thùng phụ nữ. Đáp án số 3 là... Số 3. Xin mời đáp án số 3.
anh mệt rồi. Mệt rồi. Cái này cũng đúng. Cái mệt ngang vậy. Mệt ngang nữa. Anh mệt rồi. Tất cả im lặng. Tất cả im lặng để nghe Nhật Kim Anh phát biểu. Không, thật ra thì những cái câu nói này tất cả đều cũng chỉ là lý do thôi. Nhưng mà cái câu anh mệt rồi này nè là bởi vì phụ nữ mình nói nhiều quá, hay là cằn nhằn, hoặc là ghen tuông nhiều thứ quá. Đôi khi chạy theo phụ nữ, nhiều người phụ nữ đâu phải là chỉ có một chỗ đâu. Họ giống như họ đi giao tiếp, họ này kia, họ gây cho người đàn ông một cái gì đó gọi là sự không tin tưởng. Không tin tưởng. Thì đó cũng là một cái lý do là cảm thấy anh mệt rồi. Bây giờ xin mời ô số 4. Anh muốn theo đuổi sự nghiệp. Cái này nó cũng là ná cái đáp án hồi nãy. Thực sự ra người đàn ông mà nói câu này là cho rằng người phụ nữ là gánh nặng của mình đó. Đúng rồi. Đúng không? Có nghĩa là bạn không có hỗ trợ được trong sự nghiệp của mình thì mới nói là anh muốn theo đuổi sự nghiệp. Em thì nghĩ vậy nha. Thà là nói như vậy thì con gái sẽ đỡ dễ chấm dứt mối quan hệ. Còn nếu như nói như là anh không xứng đáng với em rồi này nọ thì cái đó là khó chấm dứt. Rất là đau lòng. Thà là nói câu thẳng như vậy luôn thì em nghĩ là nó tốt cho không, nhưng phụ nữ đóng nhưng lòng mà, Harry biết sao không? Nếu như mà nói cái từ là anh muốn theo đuổi sự nghiệp á, thì nếu như nói câu này ra thì một người phụ nữ mà họ yêu cái người đàn ông đó thật sự, họ sẽ chờ cho tới khi có sự nghiệp thì thôi đó. Nhưng mà có sự nghiệp cái ảnh đi yêu con khác thì cái đó là cái tương lai rồi em biết không? Cho nên là thật sự ra cái câu nói này á, nó cũng sẽ lấp lửng. Có nghĩa là nửa muốn quen tiếp cô này nhưng mà nửa muốn chấm dứt để đi tìm một cái cuộc sống khác. Cho nên là dùng cái từ này để mà lấp lửng. Số 5, theo, số 5. Mẹ anh bảo không hợp tuổi. Trời ơi. Ghét. Cái này ghét nó hồi xưa ghét lắm. Nên chia tay ông này đi. Anh Lộc, hồi lúc mà anh với chị Trang cưới nhau thì mẹ có đi coi tuổi không anh? Có đi coi tuổi. Mẹ nói sao? Không là hợp. Hợp nhưng mà lúc đó là cưới cái năm con mèo mà trang tuổi con chuột á, thì nói là không có được này kia kia nọ thôi. Nhưng mà mẹ thì coi về nói thì đó, ông thầy không nói vậy, còn tụi bay tính sao tụi bay tính. Đó, tại rồi. Vì biết tính của anh đã muốn là phải làm chứ không có mà không, nói chung là không ai cản được anh hết đó. Ghê vậy, mẹ cũng không cản được luôn. Trang cản được không anh? Trang thì có thể cản được. Dễ sợ. Bởi vậy em rất là thích anh Tiến Luật là bởi những cái điểm đó đó. Anh là đúng là kiểu nhà đàn ông của gia đình á. Được luôn á. Muốn có body của tôi đúng không? Muốn có body đúng không? Thôi. Đừng làm gì hết. Hai năm em gặp lại chị em thấy chị lầy dễ sợ luôn á dạ. Thật ra đừng có kêu bằng chị nữa, hai đứa mình bằng tuổi chinh lớn khác hơn tôi mà. Bằng tuổi mà đúng không? Dạ đúng, như là bằng tuổi đó. Ủa, bằng tuổi hả? Dạ bằng tuổi mà. Thôi được rồi. Thôi chị dạ buồn á, chị dạ buồn. Thiệt. Dạ bằng tuổi với Ngọc Trinh đừng nói gì hết. Làm gì vậy mọi người? Dạ bằng tuổi với em luôn á. Dạ bằng tuổi với em luôn. Đúng bằng tuổi em luôn. Bằng với em luôn. Cái gì mình sao vậy? Dạ mà lớn nghe chứ mua bằng không bằng luôn á. Thôi vậy thôi em đi đừng nói. Thôi em đi đừng nói. Lão quá sớm. Thôi được rồi. Đang nhắm tôi gì vậy? Kính thưa quý vị, đây. Đây là nữ hoàng nổi y. Và bây giờ không chỉ riêng đàn ông mà là phụ nữ mình nhìn tướng mà mình còn. Trời đất ơi, kiều như vậy thì uống chi đàn ông. Tại sao cái tướng đẹp như vậy mà ngày hôm nay bắt mặc bộ đồ rộng thùng thình vậy? Ai muốn xem Ngọc Trinh mặc mấy cái đi? Chị ơi, nhìn ai muốn xem tôi mặc mấy cái đi? Dạ. Đi lên, đừng nói gì hết. Ok, đứng ở đó. Em cứ đứng chung với bạn bằng tuổi đi, không sao gì hết. Đây. Đã cái tướng như vậy rồi, cái mặt như vậy mà đứng kế người đẹp chi cho mang nhột không biết. Thí dụ hay đi, đứng kế Ngọc Trinh được không? Nên mặc bikini mà nên mặc cảm hiểu không? Trời ơi. Thật ra đừng có kêu bằng chị nữa, hai đứa mình bằng tuổi chinh lớn khá hơn tôi mà. Muốn có body của tôi đúng không?